Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Quyển Thượng Thần Thông Trên Kinh Trời Đao Lợi. Phẩm thứ nhất. 1. Phật Hiện Thần Thông. Ta nghe như thế này: một thuở nọ, tại Kinh Trời Đao Lợi, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó có bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện xuất đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can tường, làm cho lòng chúng nó rõ các khổ các vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai miệng cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra trăm bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế xong, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì giới độ, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi, tiếng hỷ xả, tiếng giải thoát, tiếng vô lậu, tiếng trí huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng may sắm lớn. 2. Trời đồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra bất khả thuyết tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời đồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác đều đến hội họp nơi Cung Trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Dương, trời Đao Lợi, trời Tu Diệm Ma, trời Đâu Xuất Đà, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Đại Phạm, trời Thiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Lại có các vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần đất, thần núi, thần sông Chầm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần trên trời, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có các vị đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như Ác Mục Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Đạm Thai Noãn Quỷ Vương, Hành Bệnh Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Đại Ái Kính Quỷ Vương. Các vị quỷ vương như thế đều đến hội họp. 3. Đức Phật phát khởi. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Phá Vương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả chư Phật và Bồ Tát và trời đồng quỷ thần
ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp. Tại cung trời Đao Lợi, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm, thời trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đến ta dùng Phật nhãn xem, hãy còn không đếm xiết. Số thánh phàm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Từ thuở kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng: Từ thuở kiếp lâu xa về trước, con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, thời cũng nhận liền. Còn hàng tiểu quả, thanh văn, trời, rồng, tám bộ chúng và những chúng sanh đời sau, dầu nghe lời thành thật của Như Lai, nhưng chắc là sanh lòng nghi ngờ, dầu cho có lại vân đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân địa của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà thành tựu sự chẳng thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Ví như bao nhiêu cỏ cây, lùm, rừng, lúa, mè, tre, lau, đá, núi, bụi, bặm, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm một sông Hằng, rồi cứ số cát trong mỗi sông Hằng một hạt cát làm một cõi nước, rồi trong một cõi nước bao cứ một hạt bụi nhỏ làm một kiếp, rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị Phật Địa đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên. Huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, oai thần, thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Về đời sau, như có trang thiện nam, người thiện nữ nào nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát, khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng vái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường, nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sanh lên cõi trời Đao Lợi, vĩnh viễn không còn bị sa đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: Này Văn Thù Sư Lợi, trải qua bất khả thuyết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị trưởng giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Trưởng giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, mình cứ trang nghiêm, mới bạch hỏi Phật: Tu hành nguyện gì mà đặng tướng mạo tốt đẹp như thế? Đức Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo trưởng giả tử rằng: Muốn chứng được phương tướng tốt đẹp này, cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, trưởng giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tội khổ ở trong sáu đường mà lập ra nhiều phương tiện làm cho chúng đó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Sư Tử Phấn Tấn Phụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, Ngài lập nguyện rộng nó, nên đến nay trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà Ngài vẫn còn làm vị Bồ Tát. Năm Bà La Môn nữ cứu mẹ. Lại hỏi bất khả tư nghị kiếp lâu xa về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật đó họ
400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời Tượng Pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên thường theo hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, tinh khi ngôi Tam Bảo, mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời khuyên phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Không bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết bà mẹ khi còn sống không tin luật nhân quả nên ắt phải theo nghiệp quấy mà sa vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm sửa hương hoa cùng các đồ lễ cúng cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia thấy tượng Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương đắp vẽ hoa dung đủ các tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng Phật, lòng càng thêm kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng Đức Phật là đấng đại giác đầy đủ tất cả trí huệ, nếu Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi thác sanh vào chốn nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tủi rơi lệ, chăm nhìn tượng Phật mà lòng quý luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng: thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng có bi ai quá lắm, nay ta sẽ bảo cho ngươi rõ chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không mà vái rằng: đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi khuất, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ chỗ thác sanh của mẹ tôi. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: ta là đức Phật quá khứ, ta là đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đương chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe xong liền té xỉu xuống, tay chân mình bảy đều bị tổn thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy. Một lúc sau thánh nữ mới tỉnh lại và bạch cùng trên hư không rằng: xin đức Phật xót thương, bảo ngay cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm của con sắp chết mất. Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà, ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu, niệm danh hiệu Đức Phật trải suốt một ngày đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều người tội cùng với các thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy trên mặt biển, chạy đảo bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn họ chìm nổi ở trong biển đó, lại bị các thú dữ giành nhau ăn thịt, lại có quỷ dạ xoa hình thù đều lạ lùng, hoặc nhiều tai nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn nhiều gươm, lùa những người tội gần thú dữ. Chụp bắt những người tội, túm quắp đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Lúc ấy thánh nữ nhờ nương xuất niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một vị quỷ vương tên là Vô Độc cúi đầu nghinh tiếp, hỏi thánh nữ rằng: hay thay Bồ Tát thì có duyên sự gì đến chốn này. Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng: đây là chốn nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Kiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc đó có thiệt như thế chăng? Vô Độc đáp rằng: thiệt có địa ngục. Thánh nữ lại hỏi: nay tôi làm sao để được đến chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng: nếu không phải do sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra không bao giờ
đến đó được. Thánh nữ lại hỏi: duyên cớ vì sao mà nước trong biển này sôi sùng sục lại có những người tội cùng với các thú dữ? Vua Độc đáp rằng: những người tội trong biển này là những kẻ tạo ác trong cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không người kế tự hầu làm công đức hầu cứu quốc khổ nạn cho. Lúc sống kẻ đó cũng không làm được nhân lành nào cả, cứ theo tội nghiệp đã tạo mà phải đọa vào địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này 10 muôn do tuần, về phía đông lại có một cái biển. Những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Cách biển đó 10 muôn do tuần lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong biển nó càng tội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp nó cạm vời ra như thế, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng: địa ngục ở đâu? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng: trong biển này đều là, trong ba cái biển này đều là địa ngục, nhiều đến số nghìn muôn, danh hiệu đều riêng khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế có 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế có đến 1000 cũng đầy không lường sự thống khổ. Thánh nữ lại hỏi: thân mẫu của tôi mới phút gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống nguyên làm những việc gì? Thánh nữ đáp rằng: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, kinh chê Ngô Tam Bảo, hoặc có lúc tạm thời kinh chánh pháp, xong rồi chẳng tính dầu quốc không bao lâu, không rõ đọa lạc vào đâu. Quỷ vương Vô Độc hỏi thánh nữ rằng: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng: thân phụ và thân mẫu tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi hiệu là Duyệt Đế Lợi. Thánh nữ Quỷ vương Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng: xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói do nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sắm sửa lễ vật tu tạo phước lành cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ riêng thân mẫu của người khỏi hẳn chốn địa ngục, mà ngày đó các tội nhân vô sáng đều được vui vẻ đồng nặng thác sanh cả. Nói xong, thánh nữ quỷ vương Vô Độc chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh rõ bí quyết đó rồi, bèn đối trước tháp tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai và phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhẫn đến đời vị lai, những chúng sanh bị tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng đó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: quỷ vương Vô Độc, trước thỏa đó nay chính ông Tài Hữu Bồ Tát, còn ngài Địa Tạng Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Hai hóa thân cùng phân thân tập hội phẩm thứ hai. Một, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trung tâm nghìn muôn túc, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họ tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Đức Như Lai, những chúng cùng đến, phân thân đó cùng với những chúng đã được giải thoát
ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, đều đông đến số nghìn nhân xuất na gia tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa, làm cho trụ nơi đạo vô thượng nhanh nặng chính xác, trọn không còn thối chuyển. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu nhiều điều khổ sở, mãi đến số kiếp không lúc nào tạm ngừng gớt. Do nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng cùng đến vua cung trời đa lợi đó, lòng họ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai mắt nhìn mãi không rời. Hai Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bây giờ Đức Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh hóa thân của Địa Tạng Bồ Tát. Trong trăm nghìn muôn ức bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới, trong mười phương mà dạy rằng đa ở trong đời ác ngũ trược, táo hóa những chúng sanh can cường, như thế làm cho lòng chúng nó điều phục bỏ tà về chánh. Nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều vương trước. Trong chúng sanh đó, hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thời liền tính nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu thiện quả, hoặc có kẻ do vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ. Ta phân ra nhiều thân độ thoát những hàng chúng sanh mỗi mỗi sai khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra như trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao đập suối, làm lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển vương, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng quen thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, nhẫn đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, đức di phật, bồ tát, chứ chẳng phải chỉ có thân phật hiện lên trước chúng thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh đầy tội khổ khó an hóa như thế. Nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ đến ta ở cung trời đau lợi, ông cần khó chút đây mà gắn độ chúng đó, làm cho những chúng sanh đó đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời đều đặn tại thoát khỏi hẳn các điều khổ, gặp Phật, được Đức Phật thọ ký. Lúc đó những phân thân của Địa Tạng Bồ Tát trong vô số thế giới hiệp chung lại một hình, rơi lệ tương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, con được Đức Thế Tôn tiếp độ dắt dìu, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức vô số thế giới, trong mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính với Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vô niết bàn. Như có chúng sanh nào ở nơi trong Phật Pháp mà gieo trồng căn lành, mà làm việc phước lành chừng bằng một sợi lông, một hạt cát, một giọt nước, một bụi nhỏ, hoặc chừng bằng mái lông tóc, con thảy đều độ thoát lần lần, làm cho chúng đó được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp nhưng đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Như Lai chớ vì chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được toại nguyện, từ kiếp lâu xa đến nay tường phát nguyện rộng lớn, độ hết cả hàng chúng sanh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề.
quán chúng sanh nghiệp duyên. Phẩm thứ ba, một Phật mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, dẫn đến những bậc Thanh Văn, La Hán và Bích Chi Phật cũng đều sai khác như thế, chứ chẳng phải chỉ có tội báo như địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân và cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh mẫu, trong mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Bà Ma Gia Phu Nhân thưa rằng: Xin Thánh mẫu thưa rằng, xin Thánh giả nói cho. Hai Bồ Tát lược thuộc. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Như các chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa được vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm hư Phật bị thương chảy máu, kinh chê Ngô Nam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh sanh tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, trái phạm giới luật hạt lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật gạt gẫm hàng bạch y, làm nhiều điều tội ác, hạng người đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn vô ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh nào trộm cắp những tài vật lúa gạo, đi đồ ăn uống, y phục vân vân của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh mẫu rằng: những chúng sanh phạm tội như trên đó sẽ phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián. Cậu muốn cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thế nào là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thưa Thánh mẫu rằng, bao nhiêu địa ngục trong núi Thiết Vi lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, thứ kế có đến 1.000, danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Về địa ngục vô gián đó, giáp vòng ngục thành hơn 80 dặm, tường thành cao một muôn dặm, tường thành bằng sắt cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau,
danh hiệu đều sai khác. Riêng có một sọ ngục tên là Vô Gián, một này châu vi một muôn 8.000 dặm, tường cao 1.000 dặm, phùng bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới. Trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lửa rủa nhau, chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có sườn động thấp muôn dặm, một người thọ tội. Thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả sườn, cho đến mình muôn người họ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cả sườn. Đó là do vì những tội nghiệp nó cảm hồi ra như thế. Lại những người tội chịu đủ sự khổ sở, 100.000 quỷ già xoa cùng với loài ác quỷ răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bé nhọn dường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm chặt. Lại có quỷ già xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, lấy rồi dồi lên trên không, lấy chĩa hứng lấy để lại trên tường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy lên dài đóng xuống giường. Lôi kéo người tội, kéo lưỡi ra và cài vừa trên đó. Lôi kéo người tội, dây sắt đỏ quấn lấy thân, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Muốn cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua thế giới khác, qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời sanh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời xoay vần sanh vào cõi khác. Lúc thế giới này thành xong, thời sanh trở về thế giới này. Lại địa ngục đó do có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là Vô Gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong ngục đó chịu khổ ngày lẫn đêm, không có lúc nào tạm ngừng ngớt nên gọi là Vô Gián. 2. Một người thọ tội, thời tự thấy thân mình nằm đầy chật cả ngục, đến nhiều người thọ tội, mỗi thân cũng đều chật đầy cả ngục nên gọi là Vô Gián. 3. Các khí cụ để hành hình người tội như rắn, sói, chó, khối giả, khối xay, cưa, đục, dao, mát, dây sắt, lưới sắt, lửa sắt, cửa sắt, chảo dầu sôi, da sống niềm đầu, nước sắt nóng, rưới thân. Đói thời ăn hoàng sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau, luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là Vô Gián. 4. Không luận là trai hay trai gái, mường máng, mọi rợ già trẻ sang hèn, hoặc là rồng là trời, hoặc là thần là quỷ, thể gây nghiệp theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là Vô Gián. 5. Những người tội bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến 100.000 kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, trừ khi hết nghiệp mới được thọ sanh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là Vô Gián. Ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục Vô Gián như thế đó. Nếu nói rộng ra, thời tên của những khí cụ để hành hình cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Sa Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo đầu. Bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra.
nghiệp cảm của chúng sanh. Phẩm thứ tư, một Bồ Tát Vân Chỉ. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa đến nay, con ngương sức oai thần của Như Lai nên phân chia thân hình này ra để cứu độ tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Nếu chẳng nhờ sức đại từ của Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa ra như thế được. Đức Phật bảo ngài Văn Thù, Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ thời kết thành nghiệp dữ, nghiệp báo dữ, còn quen làm lành thời kết thành quả báo lành, làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường, không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê lầm chứng nạn, trải đến số kiếp nhiều như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy hoặc tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế ông ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trót đã lập nguyện độ thoát hết cả hàng chúng sanh bị tội khổ, thời ta còn lo gì. Hai, Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong Pháp Hội có vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Tại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thề nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ân cần ngợi khen như thế? Cuối mong Thế Tôn, Đức Thế Tôn lượt nói cho. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Lắng nghe, phải khéo suy xét đó. Nay ta sẽ vì ông mà giảng bài rõ ràng. Ba, ông vua nước lân cận vô lượng vô số Na Do Tha Bất Khả Thuyết Kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Vương Như Lai. Lúc Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp. Lúc ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với vua nước lân cận. Hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận kia phần nhiều tạo ác. Hai vua cùng nhau bàn tính tìm những phương trước để dắt nhiều dân chúng ấy. Một ông phát nguyện: Tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều được giải thoát không còn thừa. Một ông phát nguyện: Như tôi trước chẳng độ những kẻ tội khổ ấy, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật, chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Bốn, Quan Mục Cứu Mẹ lại vô lượng vô số kiếp về thuở trước, có Đức Phật hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật đó họ 40 kiếp. Lúc đó trong thời mạt pháp, có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh, nhân vì đi tuần tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữ tên là Quan Mục sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán.
La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi phúc, tôi làm nhiều việc phước thiện, hồng cứu vớt thân mẫu tôi. Chẳng rõ thân mẫu tôi sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quan Mục phải đọa vào địa ngục rất khổ sở. La Hán liền hỏi Quan Mục rằng: Thân mẫu của người khi sanh tiền quen làm những việc gì? Quan Mục đáp rằng: Ngài còn sống, thân mẫu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạnh, phần nhiều là hay ăn cá con và trạnh con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trạnh người đã ăn thời đến hơn nghìn muôn. Xin tôn giả xót thương chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán thương xót bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quan Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí thành mà niệm đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai và tô vẽ hình tượng Đức Phật. Thời kẻ còn cùng người mất đều đặng phước lợi. Quan Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tượng Phật. Đêm đó Quan Mục mơ thấy thân Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng ánh sáng rồi bảo Quan Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào trong nhà của ngươi. Khi vừa biết đó lạnh thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Trẻ đã buồn khóc mà nói với Quan Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sanh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chốn tối tăm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước đức của người hôm nay được thọ sanh làm kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi, khi mãn 13 tuổi đây lại đọa vào địa ngục nữa. Người có thứ phương thế gì làm cho tôi thoát được khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói xong, Quan Mục biết chắc là mẹ mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi rồi, phải tự biết tội của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà phải đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sanh vật và chê bai mắng nhiếc mà họ báo khổ. Nếu chẳng nhờ phước đức của người cứu nạn, thời cứ theo nghiệp đó, cứ theo nghiệp đó, thời vẫn chưa được thoát khổ. Quan Mục hỏi đứa trẻ rằng: Những sự tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: Những sự tội khổ trong địa ngục nói ra càng bất nhẫn, dù 400.000 năm cũng không thuộc hết được. Quan Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữa hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn địa ngục. Khi mãn 13 tuổi đây không còn có trọng tội, cũng không còn đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật mười phương thương xót vì mẹ mà tôi, thương xót chứng minh vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi khỏi hẳn chốn tam đồ hạng hạ tiện và thân gái cùng tiếp không họ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức thanh tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng: Từ nay đến tột số chẳng thể kể xiết ở đời sau. Tôi vì những chúng sanh trong những thế giới mà các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi ba ác đạo, thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó được
giải thoát khỏi chúng, ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ vân vân. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành Phật chánh xác? Quan Mục phát nguyện như thế xong, thời nghe tiếng của Đức Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai khen rằng: này Quan Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát ra lời nguyện rộng lớn như thế thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi khi mãn 13 tuổi sẽ phát sanh làm người phạm chí, sống lâu trăm tuổi, sau đó sẽ bản sanh về cõi nước vô u, sống lâu đến số không thể tính kể, sao rốt sẽ thành Phật độ nhiều hạng người trời, số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài định tự tại vương Bồ Tát rằng: vị La Hán phước lành độ Quan Mục thọ đó nay chính là vô tận ý Bồ Tát. Thông mẫu của Quan Mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn Quan Mục là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Từ nhiều kiếp lâu xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát ra hàng hà sa số lời nguyện độ khắp tất cả chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có kẻ chẳng làm lành mà làm ác, những đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, khinh chê Ngô Tam Bảo, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ ác khẩu lưỡng thiệt, những hạng người đó ắt phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng thải bốn tay, những chúng sanh đó sẽ được thoát khỏi báo khổ nơi ba ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính cùng chiêm ngưỡng, đảnh lễ ngợi khen, cùng cúng dường những y phục, đồ ăn uống, các thứ trân bảo, thời trong trăm nghìn muôn ức kiếp sau, người đó, chúng sanh đó thường ở cõi trời hưởng sự vui thắng diệu, hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn làm vị đế vương. Trong trăm nghìn kiếp thường nhớ biết những cội ngành nhân quả trong đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế, cho nên các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Từ Đại Vương bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này để lợi ích cho chúng sanh. Ngài Định Từ Đại Vương bạch Đức Phật xong, bèn chắp tay lễ Phật mà lui ra. Đến Tứ Thiên Vương hỏi Phật: bấy giờ bốn ông thiên vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay cung kính mà bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát ra hàng nhiều thệ nguyện rộng lớn như thế, tại vì cớ sao đến ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài lại còn phải phát ra lời nguyện rộng lớn nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con được rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: hay thay, vì muốn được sự lợi ích cho chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân
ở hiện tại và vị lai, bằng nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đường sanh tử. Nơi Diêm Phù Đề ở Ta Bà thế giới này, vì lòng từ mẫn thương xót mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Bốn ông Thiên Vương, bạch Đức Phật rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. 6. Phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng: Từ kiếp lâu xa đến nay, đến ngày nay, ngày Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp sau tội khổ cứ lay dây mãi không dứt. Vì thế ngài lại phát ra lời trọng nguyện: Ngài Địa Tạng Bồ Tát, ở trong cõi Diêm Phù Đề, nơi thế giới Ta Bà này, dùng trăm nghìn muôn ức phương trước giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát, nếu gặp kẻ giết hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo vì ương ngụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sa sẻ, bồ câu uy vương. Nếu gặp kẻ nói lời vô ác, thời ngài dạy rõ quả báo biến thuộc tình giống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bổn sản, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn không được toại ý. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy rõ quả báo kinh hải điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy rõ quả báo trời tru đất lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngài dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ ăn ở độc ác, thời ngài dạy rõ quả báo ác sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ kinh chê tam bảo, thời ngài dạy rõ quả báo đuôi điếc tâm ngộn. Nếu gặp kẻ kinh chê giáo pháp, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và buôn bán tăng già, thời ngài dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới bạn trai, thời ngài dạy rõ quả báo cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngài dạy rõ quả báo tiêm dùng hiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao tai kiêu mạn cống cao, thời ngài dạy rõ quả báo hèn hạ bị người sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gây gỗ, thời ngài dạy rõ quả báo ông lưỡi hay trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tài kiến mê tín, thời ngài dạy rõ quả báo khác họ sanh rồi trốn hẻo lánh. Những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, từ nơi thân khẩu ý, kết quả trăm nghìn vô sự báo ứng như thế. Nay chỉ trăm nghìn vô sự báo ứng như thế. Những nghiệp cảm của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn vương trước để giáo hóa đó. Những chúng đó trước phải thọ lấy các quả báo như thế, sao lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế nên các ông là bậc hộ vệ ngồi cùng bảo trợ cõi nước, chớ để cho những nghiệp chướng ấy nó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông Thiên Vương nghe xong rơi lệ than thở, rồi chắp tay lễ Phật mà vui ra: Xin Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện. Hết.
bổn nguyện địa tạng đao lợi thiên cung, thần thông hiển hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sanh can cường ham vui khổ vô cùng. Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô thường trụ thập phương Phật, Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.